Rồi cô ơi báo nó phải sửa cho em. Bà giặt luôn. Làm gì á? Đâu có làm gì đâu, mẹ đâu có làm gì đâu. Bưng cái ly đi giật luôn. Tranh thủ uống. Không được. Nên là con còn nhỏ, con không biết uống cái này. Con còn nhỏ, con không biết uống cái này. Cái này là cái gì? Cái này không có gì. Đi vô. Con vô con phim đi. Cái này là thuốc á. Con phải chữa đó. Đi kìa bảo uống, kìa bảo uống hết rồi. Cái gì? Thuốc cái này thuốc mẹ uống được, con uống được đâu. Ăn được cá. Khỏe không? Ăn được cá. Biết cái này gì không? Cá ăn được. Biết cái này gì không? Ăn cá. Sao bây sữa uống hết trơn rồi. Kêu mẹ là con miếng. Kêu mẹ cho con miếng. Không, con còn nhỏ, con không biết uống đâu. Đi chơi. Con còn nhỏ, con không biết uống. Biết không? Con đâu có nhỏ, con lớn. Con lớn hả? Con bao nhiêu tuổi mà con lớn? Con bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Con nói cho nghe coi. Con bao nhiêu tuổi? Con học lớp gì? Lớp mầm 3. Con học lớp mầm 3. Con bao nhiêu tuổi? Mầm 3. Con 3 tuổi học lớp mầm 3 thì con chưa có uống được cà phê. Cà phê này là chỉ có mẹ uống thôi. Con cũng có uống thôi. Con nít con không được quyền uống. Có đâu. Rồi cứ cảm ơn mẹ chưa. Mẹ. Rồi.